Cô gửi lời chào tới tất cả các con. Chào mừng các con đến với tiết học toán ngày hôm nay. Cô là Châu Thị Thanh, giáo viên trường tiểu học Võ Thị Sáu. Cô hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có tiết học thật vui và thú vị nhé. Các con hãy chuẩn bị cho cô sách toán, vở toán và vở nháp, bút, thước kẻ. Nhớ chọn không gian yên tĩnh, đủ ánh sáng và tập trung trong quá trình học. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi tri thức bằng một số thử thách, đó là phần khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng thấp và về đích. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta đi vào phần khởi động nhé. Trong phần này, chúng ta sẽ đến với trò chơi tìm đường vượt trạm. Chúng ta sẽ có 3 trạm, mỗi trạm sẽ có một câu hỏi và các câu trả lời. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm đúng câu trả lời để được qua chặng tiếp theo. Chúng ta đi vào câu hỏi số 1. 5m² bằng bao nhiêu dm². Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là A. 505, B. 5000, C. 500, D. 50. Cô mời các bạn chọn đáp án. Và đáp án đúng của chúng ta là câu C. 5m² sẽ bằng 500dm². Cô chúc mừng các bạn đã chọn đúng đáp án C. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Biểu thức 20 cộng 3 nhân 5 có kết quả là bao nhiêu? A. 53, B. 115, C. 35 và D. 155. Cô mời các bạn suy nghĩ và chọn đáp án. Cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án C vì đáp án C là đáp án đúng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ 3. Biểu thức 3 nhân với 2 cộng 4 có kết quả là bao nhiêu? A. 12, B. 14, C. 10, D. 18. Cô mời các bạn chọn đáp án. Đáp án đúng của chúng ta là câu D. 18. Cô chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc cả 3 trạm của phần khởi động. Ngoài cách tính như các bạn đã tính để tìm ra đáp án 18, chúng ta còn có cách tính khác. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con cách tính khác qua bài nhân một số với một tổng. Chúng ta qua chặng tiếp theo, đó là chặng vượt chướng ngại vật. Các con cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 4 nhân với 3 cộng 5 và 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5. Như vậy, đề bài yêu cầu chúng ta làm gì nào các con? Đề bài yêu cầu chúng ta tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Chúng ta sẽ đi giải quyết yêu cầu đầu tiên, đó là tính. Các con hãy lấy giấy nháp và tìm kết quả giúp cô nào. Các con đã có kết quả chưa? Cùng theo dõi kết quả với cô nhé. Như vậy, ở biểu thức thứ nhất, chúng ta thấy là biểu thức có dấu ngoặc đơn. Chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc đơn trước. Như vậy, ta viết dấu bằng, viết số 4, viết dấu nhân. Bây giờ 3 cộng 5 bằng 8, chúng ta viết 8 và bằng 4 nhân 8 sẽ bằng 32. Chúng ta tính giá trị của biểu thức thứ hai, 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5. Trong biểu thức thứ hai có phép nhân và phép cộng. Theo quy tắc thì chúng ta sẽ thực hiện nhân trước cộng sau. Như vậy, 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5 sẽ bằng 4 nhân 3 sẽ bằng 12, viết dấu cộng. 4 nhân 5 sẽ bằng 20, chúng ta viết 20. Bằng 12 cộng với 20 sẽ bằng 32. Chúng ta vừa thực hiện xong yêu cầu đầu tiên của đề bài.
Chúng ta sang yêu cầu thứ hai của đề bài, đó là so sánh giá trị của hai biểu thức. Dựa vào kết quả ở trên thì ta thấy cả hai biểu thức đều có kết quả là 32. Như vậy biểu thức 4 nhân với 3 cộng 5 sẽ bằng biểu thức 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5. Ở biểu thức 4 nhân với 3 cộng 5 thì ta thấy 4 là một số, 3 cộng 5 chính là tổng. Vậy biểu thức 4 nhân với 3 cộng 5 có dạng tích của một số nhân với một tổng. Chúng ta cùng nhìn vào biểu thức bên phải dấu bằng 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5. Tích 4 nhân 3 chính là tích của số thứ nhất trong biểu thức 4 nhân với 3 cộng 5 nhân với số hạng thứ nhất của tổng 3 cộng 5. Tích thứ hai 4 nhân 5 cũng là tích của số thứ nhất trong biểu thức 4 nhân với 3 cộng 5 nhân với số hạng thứ hai của tổng 3 cộng 5. Như vậy biểu thức 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5 chính là tổng của các tích giữa số thứ nhất trong biểu thức 4 nhân với 3 cộng 5 với các số hạng của tổng 3 cộng 5. Vậy khi nhân một số với một tổng ta có thể làm như thế nào? Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau. Các con đọc lại quy tắc cho cô nào. Đây chính là quy tắc nhân một số với một tổng đấy các con. Gọi số đó là A, tổng là B cộng C, ta sẽ có biểu thức A nhân B cộng C. Đây là biểu thức dạng một số nhân với một tổng. Khi thực hiện tính giá trị của biểu thức này, ta còn có thể tính theo cách khác, đó là A nhân với B cộng C sẽ bằng A nhân B cộng A nhân C. Các con cùng đọc lại quy tắc một lần nữa nhé. Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần vượt chướng ngại vật rồi các con. Chúng ta cùng đến với phần tăng tốc. Cô hy vọng ở phần này chúng ta sẽ có một phần chơi thật ấn tượng nhé. Chúng ta đi vào thử thách đầu tiên ở phần thi tăng tốc nào. Các con cùng đọc đề với cô. Bài tập 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống theo mẫu. Chúng ta cùng quan sát. Bài tập 1 có 5 cột. Cột thứ nhất cho biết giá trị của A. Cột thứ hai cho biết giá trị của B. Cột thứ ba cho biết giá trị của C. Cột thứ tư yêu cầu ta tính giá trị của biểu thức A nhân với B cộng C. Và cột cuối cùng yêu cầu ta tính giá trị của biểu thức A nhân B cộng A nhân C. Cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tính dòng đầu nhé. Với A bằng 4, B bằng 5 và C bằng 2 thì biểu thức A nhân với B cộng C sẽ bằng 4 nhân với 5 cộng 2 sẽ bằng 4 nhân 7 và bằng 28. Với biểu thức A nhân B cộng A nhân C thì 4 nhân 5 cộng 4 nhân 2 sẽ bằng 20 cộng 8 và bằng 28. Tương tự như vậy, các con hãy bấm dừng video và hoàn chỉnh hai dòng còn lại của bài tập, sau đó tiếp tục bài học với cô nhé. Cô mời các con tiếp tục đến với bài học nào. Chúng ta cùng xem bài làm của cô rồi đối chiếu với kết quả của mình xem như thế nào nhé. Với A bằng 3, B bằng 4 và C bằng 5 thì biểu thức A nhân với B cộng C sẽ bằng 3 nhân với 4 cộng 5 sẽ bằng 3 nhân 9 và bằng 27. Với A bằng 3, B bằng 4, C bằng 5 thì biểu thức A nhân B cộng A nhân C sẽ bằng 3 nhân 4 cộng 3 nhân 5 sẽ bằng 12 cộng 15 và kết quả bằng 27. Với A bằng 6, B bằng 2, C bằng 3 thì biểu thức
A nhân với B cộng C sẽ bằng 6 nhân với 2 cộng 3 sẽ bằng 6 nhân 5 bằng 30. Với biểu thức A nhân B cộng A nhân C sẽ bằng 6 nhân 2 cộng 6 nhân 3 bằng 12 cộng 18 bằng 30. Như vậy, bài tập số 1 giúp các con vận dụng kiến thức nào vừa mới học? Bài tập 1 đã vận dụng cách nhân một số với mặt tổng đấy các con. Chúng ta tiếp tục với phần thi tăng tốc nhé. Các con đọc yêu cầu bài tập 2A. Tính bằng hai cách 36 nhân với 7 cộng 3. Để tính giá trị của biểu thức theo hai cách thì các con hãy áp dụng quy tắc một số nhân với một tổng. Các con hãy bấm dừng bài giảng để làm bài nhé. Cô mời các con quay trở lại bài học để chúng ta đến với đáp án nào. Cách thứ nhất, 36 nhân với 7 cộng 3 sẽ bằng 36 nhân với 7 cộng 3 bằng 10, nhân 10 sẽ bằng 360. Cách thứ hai, 36 nhân với 7 cộng 3 sẽ bằng 36 nhân 7 cộng 36 nhân 3 bằng 252 cộng 108 bằng 360. Chúng ta cùng tiếp tục với bài tập 2B nhé. Bài tập 2B yêu cầu chúng ta làm gì nào? Bài tập 2B yêu cầu chúng ta tính bằng hai cách theo mẫu. Cô giới thiệu bài mẫu 38 x 6 cộng 38 x 4. Chúng ta cùng thực hiện với cô nhé. Cách thứ nhất, 38 x 6 cộng 38 x 4 sẽ bằng 38 x 6 sẽ bằng 228 cộng 38 x 4 sẽ bằng 152. 228 cộng 152 sẽ bằng 380. Cách thứ hai, 38 x 6 cộng 38 x 4 sẽ bằng 38 nhân với 6 cộng 4 sẽ bằng 38 nhân 6 cộng 4 bằng 10. 38 nhân 10 sẽ bằng 380. Ở cách tính thứ hai, biểu thức 38 nhân 6 cộng 38 nhân 4 có dạng là tổng của hai tích. Hai tích này có chung một thừa số là 38, vì thế ta đưa được biểu thức về dạng một số là thừa số chung của hai tích nhân với tổng của các thừa số khác nhau của hai tích. Dựa vào cách làm trên, các con hãy bấm dừng bài học và thực hiện tính giá trị của biểu thức 5 x 38 cộng 5 x 62. Sau khi làm xong, các con tiếp tục bài học để chúng ta xem đáp án nhé. Cô mời các con đến với đáp án nào. Cách thứ nhất, 5 x 38 cộng 5 x 62 sẽ bằng 5 x 38 sẽ bằng 190 cộng 5 x 62 sẽ bằng 310. 190 cộng 310 sẽ bằng 500. Cách thứ hai, 5 x 38 cộng 5 x 62 sẽ bằng 5 nhân với 38 cộng 62 sẽ bằng 5 nhân với 38 cộng 62 bằng 100. 5 nhân 100 sẽ bằng 500. Chúng ta vừa hoàn thành xong yêu cầu của bài tập 2B. Các con đối chiếu xem bài làm của mình có đúng không nha. Như vậy, trong hai cách trên con thấy cách nào thuận tiện hơn và vì sao? Ta thấy cách thứ hai thuận tiện hơn đúng không nào? Vì khi đưa biểu thức về dạng một số nhân với một tổng, chúng ta tính tổng dễ dàng ở bước thực hiện phép tính nhân, lại có thể nhân nhẩm với 100. Để xem yêu cầu tiếp theo của phần tăng tốc là gì, chúng ta đi vào yêu cầu của bài 3 nhé. Cô mời cả lớp cùng đọc yêu cầu với cô nào. Bài 3, tính và so sánh giá trị của hai biểu thức mở ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc nhân 4 và 3 x 4 cộng 5 x 4. Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì nào các con? Bài tập yêu cầu chúng ta tính và so sánh giá trị của hai biểu thức, từ đó nêu cách nhân một tổng với một số.
Các con hãy bấm dừng video để thực hiện yêu cầu của bài. Sau đó, mở video để cùng cô xem kết quả nhé. Cô mời các con tiếp tục bài học. Trước hết, chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị của hai biểu thức. Biểu thức thứ nhất, mở ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc nhân 4 sẽ bằng 3 cộng 5 bằng 8 nhân 4 sẽ bằng 32. Chúng ta tính biểu thức thứ hai, 3 nhân 4 cộng 5 nhân 4 sẽ bằng 3 nhân 4 bằng 12 cộng 5 nhân 4 bằng 20. 12 cộng 20 sẽ bằng 32. Chúng ta đến với bước so sánh. Giá trị của hai biểu thức này như thế nào với nhau? Chúng ta thấy là giá trị của hai biểu thức này bằng nhau, nó đều bằng 32. Biểu thức thứ nhất có dạng như thế nào? Biểu thức thứ nhất là một tổng nhân với một số. Còn biểu thức thứ hai có dạng như thế nào? Biểu thức thứ hai là tổng của hai tích. Thế con có nhận xét gì về các thừa số của các tích trong biểu thức thứ hai so với các số trong biểu thức thứ nhất? Các tích trong biểu thức thứ hai chính là tích của từng số hạng trong tổng 3 cộng 5 của biểu thức thứ nhất với số thứ 3 của biểu thức này. Vậy, khi thực hiện nhân một tổng với một số, chúng ta có thể làm như thế nào? Khi thực hiện nhân một tổng với một số, ta có thể lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng các kết quả với nhau. A cộng B tất cả nhân C sẽ bằng A nhân C cộng B nhân C. Các con đọc lại quy tắc cùng cô nào. Khi thực hiện nhân một tổng với một số, ta có thể lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng các kết quả với nhau. Như vậy, chúng mình đã rất xuất sắc ở phần tăng tốc rồi. Cô chúc mừng các con nha. Còn một chặng cuối cùng, các con hãy cố gắng lên nào. Cô trò mình cùng đến với chặng cuối cùng, chặng về đích. Ở chặng này, chúng ta có một số câu hỏi kèm đáp án. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy vận dụng những kiến thức các con đã được học trong tiết học ngày hôm nay và chọn cho mình đáp án chính xác nhất. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1. Khi nhân một số với một tổng, ta có thể làm như thế nào? Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng. B. Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau. Câu C. Khi thực hiện nhân một số với một tổng, ta có thể lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng các kết quả với nhau. D. Khi thực hiện nhân một số với một tổng, ta có thể lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó. 5 giây để các bạn lựa chọn đáp án nhé. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Chúng ta qua câu hỏi số 2. Biểu thức 8 nhân với 5 cộng 2 có kết quả là bao nhiêu? A. 42 B. 55 C. 50 D. 56 Cô mời các con suy nghĩ và chọn đáp án cho mình. Cô mời các con đến với đáp án. Đáp án đúng là D. 56. Rất dễ đúng không nào các con? Cô chúc mừng các con nhé. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Biểu thức 18 nhân 5 cộng 2 nhân 5 có kết quả là bao nhiêu? A. 190 B. 10 C. 100 D. 180 Cô mời các con suy nghĩ và chọn đáp án. Cô mời các con đến với đáp án. Đáp án đúng là câu
C 100. Theo các bạn, biểu thức này tính như thế nào sẽ có kết quả nhanh và chính xác nhất? Để có thể tính nhanh nhất, chúng ta tính bằng cách chúng ta lấy 18 cộng 2 nhân với 5. Lưu ý điều này để có thể thực hiện tính toán nhanh nhất nhé. Cô chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách cuối cùng. Như vậy, với 4 thử thách chúng ta đã vừa mới hoàn thành, các con đã rất xuất sắc chinh phục được đỉnh núi tri thức rồi. Cô chúc mừng các con. Các con hãy xem lại cách nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một số, làm lại bài tập 2A biểu thức đầu, 2B biểu thức đầu vào vở toán, rồi nộp cho cô giáo chủ nhiệm của mình. Xem trước bài nhân một số với một hiệu. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các con nhé.